Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 9 tháng 11 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay, ngày 9 tháng 11, tiếp tục điều chỉnh nhẹ tại thị trường trong nước. Thưa các bạn, quý 3 năm 2022 so với quý 2 của năm 2022, chỉ giá hạt tiêu của Việt Nam xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm, gồm Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ, Đức và Hà Lan. Ngược lại thì chỉ giá xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Ireland và Trung Quốc tăng. So với quý 3 năm 2021, chỉ giá xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ, Ireland, Anh, Thái Lan và Nga tăng, trong khi xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ và Đức giảm. Tính chung 9 tháng năm 2022, chỉ giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực tăng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ Trung Quốc. Trong 9 tháng năm 2022, chỉ giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu tăng so với cùng kỳ của năm 2021, ngoại trừ hạt tiêu đen. Thông tin này được báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập Khẩu của Bộ Công Thương. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận kết thúc ngày 8 tháng 11 năm 2022, giá tiêu đen và tiêu trắng trên thị trường xuất khẩu biến động nhẹ tại Indonesia theo chiều hướng tăng. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch thì giá tiêu đen tại cảng Lampung của Indonesia tăng nhẹ 2 USD trên tấn, lên mức giao dịch là 3.644 USD trên tấn. Trong khi đó, tại cảng Muntok thì giá tiêu trắng ở quốc gia này tăng 3 USD trên tấn và lên giao dịch ở mức là 5.898 USD trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen vẫn duy trì ổn định ở mức 2.575 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng ổn định ở mức 5.100 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g trên lít và 550 g trên lít ổn định ở mức 3.250 USD trên tấn và 3.350 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam được niêm yết trên thị trường ổn định với mức giá là 4.850 USD trên tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu điều chỉnh giảm nhẹ 200 đến 400 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Theo đó, giá hồ tiêu trong nước sáng nay được thu mua trong khoảng 60.200 đồng tới 63.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu điều chỉnh giảm nhẹ 400 đồng, sáng nay thu mua quanh mức là 61.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu được thu mua ở mức là 60.200 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức 60.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu giảm 400 đồng và thu mua quanh mức 63.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức là 62.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 60.600 đồng 1 kg. Thưa các bạn, áp lực của lãi suất vốn vay gia tăng theo sự điều chỉnh của nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới bởi lạm phát toàn cầu tăng mạnh, buộc người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu và nhà đầu tư cắt giảm danh mục đầu cơ. Điều này khiến cho giá hồ tiêu không ngừng sụt giảm trong thời gian qua và được dự báo cũng có thể kéo dài đến vụ mùa năm 2023 bởi nhu cầu tiêu thụ giảm. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.